lịch sử điện thoại di động hơn 40 năm ra đời và phát triển. Hơn 45 năm về trước, vào ngày 3 tháng 4, cuộc nói chuyện đầu tiên qua điện thoại di động của thế giới đã diễn ra giữa hai con người là kỳ phùng địch thủ của nhau. Nhưng chính sự đối đầu của họ đã giúp mang tới cho nhân loại một phương thức liên lạc mới, làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống và liên hệ với nhau. Trêu người địch thủ. Joe, Marty đây. Tôi đang gọi điện cho ông từ một chiếc điện thoại di động, một chiếc điện thoại có khả năng mang theo bên người thực sự. Đó là buổi sáng ngày 3 tháng 4 năm 1973, và cú điện thoại đơn giản này đã mang tới một cuộc cách mạng cho thế giới. Nhân vật Marty trong cuộc trao đổi ngắn ngủi đó chính là Martin Cooper, lãnh đạo đội nghiên cứu phát triển điện thoại di động của công ty Motorola. Joe, người nhận điện thoại là Joe Engel, khi đó là lãnh đạo ở công ty Bell Labs và là đối thủ cạnh tranh chính của Motorola. Martin đã thực hiện cú điện thoại khi đang đứng giữa đại lộ số 6 ở Manhattan, New York của Mỹ, ngay phía trước khách sạn Hilton. Ông làm nên lịch sử khi là người đầu tiên thực hiện một cuộc trò chuyện bằng điện thoại di động. Không rõ vì nể trọng đối thủ hay muốn trêu ngươi mà ông đã bấm số đối thủ khó nhằn nhất của mình. Thiết bị ông dùng để gọi điện có tên là DynaTAC 8000X, tên đầy đủ là Dynamic Adaptive Total Area Coverage, một mẫu điện thoại di động thử nghiệm của Motorola sử dụng mạng AMPS hay còn gọi là 1G, chuyển tín hiệu analog sang cột tháp di động và tín hiệu cuộc gọi sẽ thông qua các cột tháp cho tới khi đến đúng điểm cần liên lạc. Đây đích thực là một cục gạch theo đúng nghĩa đen, nó nặng 1kg, dài tới 25cm. Ngay chính các kỹ thuật viên của Motorola cũng gọi nó bằng hai biệt danh là cái giày và cục gạch, do sự tương đồng về kích thước. Tuy nhiên, sau cú điện thoại của Martin bằng cục gạch có vẻ tầm thường ấy, thế giới đã không còn giống như trước. Nhưng chiếc điện thoại đầu tiên là của ai? Chúng ta cần phân biệt giữa điện thoại và điện thoại di động. Tiến sĩ Cooper chỉ là người đầu tiên phát minh ra điện thoại di động và cũng là người thực hiện cuộc gọi không dây đầu tiên. Nhưng trước đó, điện thoại bàn có dây đã được ra đời bởi hãng Bell Labs vào ngày 10 tháng 3 năm 1876. Cha đẻ của chiếc điện thoại đầu tiên chính là Alexander Graham Bell. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện giữa nhà phát minh Alexander Graham Bell và người trợ lý của ông ngồi cách đó 4,5 mét vào ngày 10 tháng 3 năm 1876 với mẫu hội thoại ngắn ngủi Watson, anh đến đây nhé, tôi có việc cần. Đó là sự kiện lịch sử đánh dấu chính thức sự ra đời của chiếc điện thoại liên lạc. Trước khi chiếc điện thoại di động DynaTAC của Motorola ra đời, Bell cũng đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới dành cho điện thoại có tính di động khi ra đời chiếc Carryphone vào năm 1967. Tuy nhiên, nguyên mẫu chiếc điện thoại này nặng tới 4,5 kg và to không khác gì một chiếc vali. Carryphone hầu như không được sử dụng rộng rãi bởi người dùng lúc nào cũng phải kè kè một chiếc hộp sắt to và nặng. Do sáng chế ra điện thoại, năm 1880, Bell được chính phủ Pháp tặng giải thưởng Volta trị giá 50.000 francs, tương đương 10.000 đô la thời ấy, hoặc 250.000 đô hiện nay. Ông dùng số tiền đó lập phòng thí nghiệm Volta, tiền thân của phòng thí nghiệm Bell khổng lồ sau này. Bell Labs ngày nay có kinh phí nghiên cứu hàng năm khoảng 1 tỷ đô la, nơi đây tập hợp khoảng 10.000 chuyên gia làm việc trong hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn nước Mỹ. Và Alexander Graham Bell trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người. Từ viễn tưởng vào đời thực. Martin Cooper, dù không được vinh danh cao như Bell, nhưng phát minh điện thoại di động của ông đem lại hiệu quả kinh tế xã hội không thua gì Bell. Martin Cooper sinh tháng 12 năm 1928 trong một gia đình Ukraine nhập cư vào Chicago, Illinois. Từ bé, ông đã mê mẩn với các thiết bị điện. Và năm 1950, ông tốt nghiệp Viện Công nghệ Illinois. Không lâu sau đó, ông tham gia lực lượng dự bị Hải quân Mỹ và trong chiến tranh Triều Tiên. Khi trở về nhà sau chiến tranh, ông đã tiếp tục học tập và có bằng thạc sĩ kỹ sư điện tại đây. Đến năm 1954, ông nhận được một lời đề nghị khó có thể từ chối. Motorola muốn ông làm lãnh đạo, một nhóm chịu trách nhiệm phát triển thiết bị liên lạc di động. Martin nói rằng khi ông mới bắt đầu làm việc cho Motorola, đối thủ Bell đã bước chân vào lĩnh vực điện thoại di động từ lâu trước đó. Họ đã nghiên cứu từ những năm 1940, nhưng lại chỉ giới hạn ở việc làm sao để lắp được điện thoại lên xe hơi, và đây là một sai lầm nghiêm trọng. Ông tin rằng sự tự do thực sự phải là khi người dùng có thể thực hiện cuộc gọi từ bất kỳ địa điểm nào, vào bất kỳ lúc nào tùy thích. Nếu anh rời khỏi xe hơi, anh sẽ không thể gọi được điện thoại. Vậy sao có thể gọi là điện thoại di động? Motorola cũng đồng tình với quan điểm của Martin và quyết định đầu tư tới 100 triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu của ông. Nhờ nỗ lực của nhóm nghiên cứu nên tới tháng 2 năm 1973,
Motorola đã cho ra đời mẫu điện thoại di động thử nghiệm Dynatouch. Vào ngày 3 tháng 4 năm đó, Martin đã thực hiện cú điện thoại lịch sử cho Joe Engel. Phải mất thêm 10 năm nữa từ thời điểm này, cục gạch mới có thể trở thành một thiết bị bán được ngoài thị trường. Bước tiến của Motorola cũng giúp ngăn cản sự độc quyền về dịch vụ di động của tập đoàn khổng lồ AT&T, là động lực và cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh khác cùng tham gia thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới mẻ này. Phát triển vượt bậc. Sự ra đời của điện thoại di động đã mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực viễn thông và làm thay đổi về hoạt động căn bản của thiết bị truyền thông khi thực hiện cuộc gọi đến một cá nhân xác định. Đây chính là bước ngoặt giúp điện thoại di động dần trở thành một thiết bị không thể thiếu đối với phần lớn người dân trên trái đất, thậm chí nó đã gần như thay thế điện thoại cố định. Điện thoại di động cũng là đối tượng cho những nghiên cứu cải tiến, phát minh không ngừng nghỉ của con người. Từ những chức năng cơ bản như nghe, gọi, nhắn tin, truy cập mạng Internet, các thương hiệu sản xuất di động hàng đầu như Nokia, BlackBerry, Samsung, LG, Motorola lần lượt cho ra đời điện thoại tích hợp chụp ảnh, GPS, email, sử dụng hệ điều hành thông minh, đáp ứng không chỉ nhu cầu liên lạc mà cả học tập, làm việc và giải trí của con người. Một sự kiện quan trọng nữa của lĩnh vực công nghệ này diễn ra vào năm 2007 khi hãng Apple trình làng chiếc iPhone đầu tiên với màn hình cảm ứng siêu nhạy, đánh dấu sự sáng tạo đột phá về kiểu dáng, giúp người sử dụng có thể thao tác dễ dàng trên điện thoại chỉ bằng việc lướt nhẹ các ngón tay. Mặc dù màn hình cảm ứng đã từng được sử dụng từ năm 1993, nhưng iPhone mới là sự kiện tạo nên một cơn sốt chưa từng có, chính thức khởi đầu cho cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc dòng điện thoại thông minh đã cuốn hút cả thế giới trong hơn 10 năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tương lai của điện thoại. Những chiếc điện thoại di động ngày nay đã phát triển vượt xa giấc mơ của những người sinh ra chúng. Trái đất của chúng ta hiện có hơn 7,6 tỷ người, thì có hơn 5 tỷ người đang sử dụng điện thoại di động cá nhân. Với thiết bị hữu ích này, chúng ta có thể có cả một thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay. Không chỉ có kiểu dáng hay cấu hình, nhu cầu về hạ tầng và công nghệ với các trạm điện thoại vệ tinh, các ứng dụng nền cho điện thoại cũng khiến cuộc đua giữa các hãng điện thoại hay tập đoàn truyền thông ngày càng khốc liệt và không thể lường trước. Trong cuộc cạnh tranh này, chắc chắn người tiêu dùng sẽ tiếp tục được chứng kiến những đột phá ngày càng hữu dụng và tiện lợi hơn. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Mạng 1G đầu tiên 1979. Mạng di động đầu tiên 1G dựa trên công nghệ analog được nhà mạng của Nhật là NTT đã cho ra mắt đầu tiên tại Tokyo năm 1979 và đến năm 1984 nó đã phủ sóng toàn bộ đất nước mặt trời mọc. Cho đến tận năm 1992, mạng 2G mới bắt đầu xuất hiện tại Phần Lan, cũng tạo điều kiện cho những dịch vụ như SMS phát triển. Sau mạng 2G, mạng 3G được xem là một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực di động khi được triển khai vào năm 2001 với giao thức HSPA giúp cho việc truyền tải dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có dung lượng lớn như video, được diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra, mạng 3G còn tương thích với mạng 2G trước đó. Ngày nay, mạng 4G LTE đã được triển khai rộng rãi nhiều nơi, mang lại tốc độ kết nối thậm chí vượt trội hơn cả mạng Internet dây thông thường và điện thoại di động có thể giúp người dùng xác định chính xác mình đang ở đâu thông qua định vị GPS từ vệ tinh. Tương lai của điện thoại di động vẫn tiếp diễn với mạng 5G. Đây thực sự là một cuộc cách mạng của nhân loại trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Tin nhắn SMS đầu tiên 1993. SMS ra đời là thành quả làm việc cải tiến liên tục của rất nhiều kỹ sư. Matti Mäkinen đề xuất ý tưởng, nhưng Fridtjof Hillebrand mới là người tạo ra định dạng tin nhắn 160 ký tự như ngày nay. Tin nhắn SMS đầu tiên có nội dung Giáng sinh an lành, được gửi từ một chiếc PC đến một chiếc điện thoại chạy mạng Vodafone của Anh vào năm 1992. Một năm sau đó, Nokia giới thiệu mẫu điện thoại đầu tiên có khả năng gửi và nhận tin nhắn SMS. Khi mới ra mắt, người dùng chỉ có thể gửi SMS đến những người dùng chung mạng. Tin nhắn SMS cũng chỉ thực sự phát triển từ năm 1995. Điện thoại màn hình cảm ứng đầu tiên 1993. IBM Simon được xem là chiếc điện thoại đầu tiên có màn hình cảm ứng. Nó kết hợp giữa điện thoại di động và PDA. Công nghệ cảm ứng trên điện thoại thời đó còn khá là tệ, nên đó là lý do vì sao tất cả các thiết bị cảm ứng đều dùng một chiếc bút stylus. Sau vài năm, công nghệ màn hình cảm ứng mới thu hút được các hãng sản xuất như là Sony, Ericsson, HTC, LG. Nhưng chỉ đến khi iPhone của Apple ra mắt, công nghệ màn hình cảm ứng mới đạt đến một chuẩn mới và phổ biến như ngày nay.
điện thoại kết nối Internet 1996. Nokia 9000 Communicator là chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng kết nối Internet. Tại thời điểm đó, giá bán của nó rất đắt và nhà mạng cũng chưa sẵn sàng cho việc cung cấp dịch vụ Internet. Cho đến thời điểm hiện tại, 52% lượng truy cập web toàn cầu đến từ các thiết bị di động, thống kê đến hết năm 2018. Điện thoại tích hợp GPS đầu tiên 1999. Benefone ESC là chiếc điện thoại thương mại đầu tiên có tính năng GPS. Model này được thiết kế để làm việc ngoài trời và cho phép tải bản đồ hay chỉ hướng hoặc gửi hình ảnh về vị trí thông qua tin nhắn SMS. Tuy nhiên, công nghệ GPS lúc đó tốn rất nhiều thời gian để nhận diện ra một vị trí cố định, đặc biệt là khi người dùng ở trong nhà. Do đó, sau này, công nghệ Assisted GPS, AGPS, đã được phát triển để kết hợp GPS với tín hiệu di động để tìm vị trí người dùng. Chiếc điện thoại đầu tiên có camera 1999. Vào tháng 5 năm 1999, Kyocera VP210, VP là viết tắt của Visual Phone, chiếc điện thoại đầu tiên có camera kỹ thuật số, độ phân giải chỉ có 0,11 megapixel được ra mắt. Đây là một bước đột phá quan trọng và tuyệt vời, dù khi đó nó chỉ có thể lưu trữ được 20 bức ảnh. Không lâu sau đó, Samsung SCH-V200 và Sharp JSH-04 cũng được trang bị camera ra đời. Chiếc điện thoại đầu tiên có camera được bán chính thức tại Mỹ là Sanyo SCP-5300 với camera 0.3, có khả năng chụp được những bức ảnh với độ phân giải 640x480. Điện thoại chơi nhạc MP3 đầu tiên 2000. Samsung SPH-M1000 hay còn gọi là Uproar chính là chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng chơi nhạc MP3. Cũng ở phân khúc này, dòng điện thoại Walkman của Sony đã từng là bá chủ trên thị trường cho đến khi chiếc iPod và iPhone xuất hiện. Smartphone là đối tượng chính giết chết thị trường máy nghe nhạc bỏ túi. Nó không chỉ làm tốt vai trò một máy nghe nhạc, smartphone còn được tích hợp các ứng dụng và dịch vụ nghe nhạc trực tuyến. Điện thoại đầu tiên có App Store. Một ngày trước khi iPhone 3G được ra mắt, App Store mới chính thức được khai trương cho phép người dùng thoải mái lựa chọn vô số ứng dụng game và đồng thời giúp các lập trình viên có cơ hội phát triển. Tới tháng 11 năm 2008 thì tiền thân của Play Store, hiện nay là Android Market, cũng chính thức được giới thiệu. Ngược dòng lịch sử xa hơn thì chợ ứng dụng trực tuyến đầu tiên trên thế giới chính là iMode, được NTT Docomo ra mắt đầu tiên tại Nhật vào năm 1999. Gần hơn là Nokia Catalog ra đời năm 2006, cho phép những chiếc máy Nokia chạy Symbian như Nokia N95 có quyền truy cập vào để chọn và tải về các ứng dụng của bên thứ ba. Điện thoại chống nước đầu tiên. Một trong những chiếc điện thoại đầu tiên được giới thiệu về khả năng kháng nước Water Resistance chứ không phải chống nước chính là Ericsson R310 ra mắt năm 2000 và Nokia 5140 ra mắt năm 2004. Tới năm 2005, Casio G1 Type R Outdoor Phone, chiếc điện thoại có khả năng sống sót tới 30 phút dưới nước được ra mắt. Tuy nhiên, nó chỉ được bán ở một số vùng lãnh thổ giới hạn. Tới năm 2013, Sony Xperia Z với khả năng sống sót và có thể hoạt động trong nước một cách bình thường được ra mắt. Đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị công nghệ bảo vệ toàn diện khi ở dưới nước. Điện thoại đầu tiên có cảm biến vân tay. Chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị cảm biến vân tay không phải là iPhone của Apple mà là Pantech GI100 được ra mắt năm 2004. Phải 3 năm sau đó, vào năm 2007, Toshiba mới cho ra mắt thêm G500 và G900 cũng được trang bị cảm biến vân tay. Tại Mỹ, Motorola Atrix là chiếc điện thoại đầu tiên có cảm biến vân tay được bán ra vào năm 2011. Sau đó, iPhone 5S ra đời vào năm 2013 là chiếc iPhone đầu tiên được Apple trang bị cảm biến vân tay Touch ID. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!